Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trước thềm Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam được dự tính diễn ra vào trung tuần tháng riêng năm 2021, Nhà công quyền Cộng sản Việt Nam đã đàn áp các nhà chỉ trích. Một chiến dịch nhằm đàn áp hàng chục cá nhân kết nối với nhà xuất bản tự do đã được thực hiện thành viên của hội nhà báo độc lập Việt Nam IGAVN, tổ chức nhà báo độc lập cuối cùng trong nước đã bị bắt và bị truy tố. Những người chỉ trích chính phủ trực tuyến đang bị theo dõi trong khi Facebook bị cáo buộc là đã đồng lõa với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trong việc kiểm duyệt các bài đăng quan trọng. Những người bảo vệ nhân quyền cũng đã bị bắt và bị kết án. Thưa quý vị và các bạn, Việc đàn áp nhà xuất bản tự do đã tiếp tục vào năm 2020 sau một thời gian tạm dừng do đại dịch virus Vũ Hán nhưng đã được báo cáo trước đây. Kể từ đầu tháng 10 năm 2019, công an đã quấy rối và đe dọa hàng chục người liên quan đến nhà xuất bản tự do, nhà xuất bản độc lập phát hành sách về chính sách công và chính trị ở Việt Nam. Dường như mục tiêu của chính dịch là đàn áp và dập tắt những tiếng nói. Nhà xuất bản tự do được một nhóm các nhà bất đồng chính kiến thành lập tại thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 2 năm 2019 nhằm thách thức việc kiểm soát ngành xuất bản của nhà cầm quyền độc tài toàn trị Cộng sản Việt Nam. Việc quấy rối đã xảy ra tại ít nhất 3 thành phố lớn gồm có Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Huế, ngoài các tỉnh như Bình Dương, Quảng Bình, Quảng Trị và Phú Yên hơn 100 cá nhân bị quấy rối vì được cho là đã mua hoặc đọc sách do nhà xuất bản tự do in hoặc làm việc cho nhà xuất bản tự do. Họ đã bị công an địa phương triệu tập để thẩm vấn về những cuốn sách đã mua của nhà xuất bản tự do. Sau khi thẩm vấn, hầu hết đều bị buộc phải ký và cam kết không mua sách của nhà xuất bản tự do. Một số người còn bị khám xét chỗ ở và bị bắt cóc tháng 5 năm 2020, Phùng Thủy, còn được gọi là Thủy Tuất, bị bắt tại thành phố Hồ Chí Minh khi đang giao sách cho nhà xuất bản tự do. Trong khi bị giam giữ, Thủy Tuất bị thẩm vấn và bị tra tấn khi bị cảnh sát đấm vào mặt, vào ngực, xương sườn và bụng. Khi được thả ra, mặc dù bị thương nặng, Thủy Tuất đã trốn ngay vì sợ có thể bị công an bắt giữ lại bất cứ lúc nào. Sau đó, cảnh sát đã bắt giữ công an cô con gái 24 tuổi của anh và từ chối thả cô ra trừ khi Thủy Tuất trở về đồn công an. Cô vẫn đang bị Cảnh sát Cộng sản Việt Nam giam giữ. Vào tháng 10, vào ngày 10 tháng 7 năm 2020, có thông tin cho rằng nhà báo và tác giả người Việt Nam là Phạm Thị Đoàn Trang đã rút khỏi nhà xuất bản tự do sau khi bị cảnh sát đàn áp một cách dữ dội và dã dạ man thừa nhận công việc quan trọng của nhà xuất bản ngày 3 tháng 6 năm 2020, nhà xuất bản tự do đã được trao giải Voltaire 2020 của Hiệp hội Nhà xuất bản quốc tế IPA. Giải thưởng được trao cho những người thể hiện sự can đảm mẫu mực trong việc duy trì quyền tự do xuất bản và khuyến khích người khác thực hiện quyền tự do ngôn luận của mình khi trao giải chủ tịch xuất bản tự do ipa tuyên bố công việc của nhà xuất bản tự do ở việt nam một nhà xuất bản du kích phát hành sách trong một bầu không khí đe dọa và nguy hại cho sự an toàn cá nhân của họ là nguồn cảm hứng lớn cộng đồng xuất bản quốc tế công nhận sự dũng cảm của họ và sẽ hỗ trợ họ trong khả năng của chúng tôi ba thành viên của hội nhà báo độc lập việt nam IGEVN đã bị công an thành phố Hồ Chí Minh bắt giữ vào tháng 5 và tháng 6 năm 2020. IGEVN là một tổ chức xã hội dân sự được thành lập vào năm 2014 và thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và tự do lập hội. Theo phóng viên không biên giới ASF Phạm Chí Thành, một nhà báo và thành viên của ICAVN với bút danh là Phạm Thành đã bị bắt tại nhà riêng ở Hà Nội và vào ngày 21 tháng 5 và bị giải đi ngay lập tức. Ông Thành hiện đang bị giam giữ tại Hà Nội theo điều 117 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự về tội tuyên truyền chống phá nhà nước. Ông Thành đã từng làm việc Đài Tiếng Nói Việt Nam trước khi trở thành một nhà hoạt động dân chủ và chỉ trích nhà nước độc đảng. Dự án 88 đưa tin ngày 23 tháng 5 năm 2020, Nguyễn Tường Thụy đã bị bắt và công an Hà Nội đã khám xét chỗ ở của ông Thụy. Ông Thụy là một cựu quân nhân 70 tuổi, hiện là phó chủ tịch của IGAVN. Ông Thụy bị buộc tội theo điều 117 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 với cáo buộc tuyên truyền chống lại nhà nước. Công an ngay lập tức đưa ông Thụy đến thành phố Hồ Chí Minh cách đó 1.700 km. Sau đó vào ngày 12 tháng 6 năm 2020, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Lê Hữu Minh Tuấn, một thành viên khác của ICAVN. kể từ khi gia nhập hiệp hội công việc, Lê Tuấn đã tập trung vào những bất công của xã hội chính trị trong nước và phong trào dân chủ Việt Nam. Tuấn được cho là đã bị đưa đến trại giam Chí Hòa thuộc thẩm quyền của công an thành phố Hồ Chí Minh. Theo tin đã đưa trước đây, chủ tịch của IGAVN ông Phạm Chí Dũng đã bị bắt vào tháng 11 năm 2019, có lẽ vì liên quan đến việc phản đối phê chuẩn hiệp định thương mại tự do Việt Nam EU gọi tắt là EFTA. Theo trang người bảo vệ nhân quyền Defender Defenders các vụ bắt giữ là một phần trong kế hoạch xóa sổ IGAVN và kiểm soát hoàn toàn báo chí trước đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, dự kiến sẽ tổ chức vào trung tuần tháng riêng năm 2021. IGAVN có hơn 50 các nhà báo và nhà bất đồng chính kiến, độc lập Họ đã xuất bản hàng ngàn bài báo về các vấn đề như vi phạm nhân quyền, tham nhũng hệ thống và ô nhiễm môi trường. Ngày càng có nhiều người chỉ trích chính phủ trên mạng bị bắt và bị kết án. Đinh Thị Thu Thủy 38 tuổi sử dụng Facebook để ủng hộ tù nhân chính trị. Cô bị bắt vào ngày 18 tháng 4 năm 2020 tại tỉnh Hậu Giang và bị buộc tội tuyên truyền chống lại nhà nước theo điều 117 của Bộ luật tố tụng hình sự theo dự án 88. Cô bị cáo buộc mở nhiều tài khoản Facebook để chỉnh sửa, đăng và chia sẻ hàng ngàn tài liệu phỉ bán và nói xấu lãnh đạo đảng và nhà nước. Ngày 17 tháng 4 năm 2020, tòa án đã kết án 1,5 năm tù cho Trung Hoàng Trương vì đăng tải các bài viết chống nhà nước lên mạng xã hội Facebook. Trung Hoàng Trường bị buộc tội lạm dụng quyền tự do dân chủ, tự do xâm phạm lợi ích của nhà nước tại phiên tòa một ngày ở Cần Thơ. Trường bị cáo bị buộc tội viết bài chống phá nhà nước và đưa ra những bình luận xúc phạm ba công an bị thiệt mạng trong một cuộc đụng độ với người biểu tình gần Hà Nội vào tháng riêng năm 2020. Ngày 1 tháng 5 năm 2020, Tòa án Nhân dân quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ đã kết án Mã Phùng Ngọc Phú 9 tháng tù giam về tội lạm dụng quyền tự do dân chủ theo điều 331 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Truyền thông nhà nước đưa tin cô đã bị kết án vì đưa tin giả mạo về việc lây nhiễm virus Vũ Hán tại Việt Nam. Cùng ngày, dự án 88 đưa tin Phan Công Hải đã bị kết án 5 năm tù ở Nghệ An. Hải không có luật sư và phiên tòa chỉ kéo dài 2 giờ đồng hồ. Cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ Huỳnh Anh Khoa và Nguyễn Đăng Thương vào ngày 13 tháng 6 năm 2020 vì tham gia nhóm thảo luận trực tuyến. Theo Defender Defenders, họ điều hành một nhóm Facebook với 46.000 người theo dõi về các vấn đề kinh tế xã hội ở Việt Nam. Họ bị buộc tội lạm dụng về quyền tự do dân chủ theo Điều 331 của Bộ Luật Hình sự năm 2015. Nhân viên an ninh thuộc Bộ Công an quận 8 đã lục soát nhà khoa và buộc ông và vợ phải ký ba tài liệu không xác định. Cả khoa và thương đều được cho là đang bị giam giữ tại nhà giam quận 8. Nhóm Facebook này đã bị đóng sau các vụ bắt bớ nêu trên. Ngày 23 tháng 6 năm 2020, Tòa Nhân dân tỉnh Hòa Bình đã xét xử Nguyễn Văn Nghiêm, thợ làm tóc theo Điều 117 của Bộ Luật Tố Tụng Hình sự 2015 và kết ông 6 năm tù. Ông Nghiêm bị bắt vào cuối năm 2019 vì các bài đăng trên Facebook và phát hình trực tiếp về các vấn đề như chủ quyền, chống tham nhũng và nhân quyền. Vào ngày 24 tháng 6, Facebooker Vũ Tiến Tri ở Lâm Đông đã bị bắt và buộc tội theo điều 117 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015. Vào ngày 7 tháng 7 năm 2020, một Facebooker khác bị kết án theo điều 117 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự 2015 do tuyên truyền chống lại nhà nước, truyền bá quan điểm dân chủ trên Facebook và nhận án tù 8 năm tù giam. Nguyễn Quốc Đức Vượng, 29 tuổi, lên tiếng ủng hộ dân chủ tại Việt Nam và chia sẻ tin tức về các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ ở Hồng Kông trước khi bị bắt vào tháng 9 năm 2019. Kể từ khi bị bắt, anh ta không được phép gặp gia đình và chỉ gặp luật sư. Bên cạnh việc chia sẻ các bài báo, Vượng thường phát hình trực tiếp để bày tỏ ý kiến và tranh luận về các vấn đề quốc gia và xã hội như chủ quyền tham nhũng, và quyền đất đai. Vào ngày 21 tháng 4 năm 2020, Reuters đưa tin Facebook đã bắt đầu tăng cường đáng kể việc kiểm duyệt các bài đăng chống nhà nước ở Việt Nam. Điều này diễn ra sau khi bị nhà cầm quyền cộng sản gây áp lực kể cả việc nghi ngờ hạn chế có chủ ý trên máy chủ thuộc các công ty viễn thông nhà nước khiến cho không thể truy cập Facebook được trong một thời gian dài. Hai nguồn tin Facebook nói với Reuters rằng chúng tôi tin rằng hành động này là nhằm gây áp lực đáng kể cho chúng tôi buộc tăng cường tuân thủ các lệnh gỡ hợp pháp và nội dung mà người dùng Facebook ở Việt Nam có thể đọc được. Trong một tuyên bố gửi qua email, Facebook xác nhận rằng họ đã miễn cưỡng tuân thủ yêu cầu của chính phủ đối với việc hạn chế quyền truy cập vào nội dung được cho là bất hợp pháp. Tổ chức ân xá quốc tế đã chỉ trích Facebook vì những hành động này. William Lee, cố vấn kinh doanh và nhân quyền tại tổ chức ân xá quốc tế cho biết, việc tiết lộ Facebook đang đáp ứng các yêu cầu kiểm duyệt sâu rộng của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, một bước ngoặt tàn khốc đối với tự do ngôn luận tại Việt Nam và hơn thế nữa. Chính sách đàn áp tàn nhẫn của Việt Nam không có gì mới, nhưng sự thay đổi chính sách của Facebook đã làm cho Facebook trở thành một kẻ đồng lõa. Trong một báo cáo được công bố vào năm 2019, Tổ chức Ân xá Quốc tế phát hiện ra rằng 10% tù nhân lương tâm của Việt Nam bị bỏ tù vì thực thi quyền con người ôn hòa đã bị bỏ tù vì những bài đăng trên Facebook. Của đàn áp chỉ ra tăng kể từ khi có đại dịch virus đất Vũ Hán. Theo Tổ chức Ân xá Quốc tế từ tháng riêng đến tháng 3 năm 2020, Tổng cộng có 654 người đã được triệu tập đến các đồn công an trên khắp lãnh thổ Việt Nam để làm việc với công an vì các bài đăng trên Facebook liên quan đến virus Vũ Hán. Trong khi đó, 146 người đã bị phạt và số còn lại buộc phải xóa bài viết. Tháng 4 năm 2020, Công an Nghệ An đã bắt giữ cựu tù chính trị Trần Đức Thạch vì cáo buộc liên kết với Hội Anh Em Dân Chủ Ông Trần Đức Thạch là một nhà văn, nhà hoạt động từng đoạt giải thưởng và là cựu tù nhân chính trị. Ông bị cáo buộc tham gia các hoạt động nhằm lật đổ chính quyền vi phạm Điều 109 của Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự Việt Nam. Tổ chức Nhân quyền cho biết trong những bức ảnh của ông do phương tiện truyền thông nhà nước đăng tải, ông bị thương ở mặt do thấy rất có thể ông đã bị đánh đập trong thời gian bị giam giữ. Theo Frontline Defenders, Hội em dân chủ được thành lập vào năm 2013 là hội của các nhà hoạt động và những người bảo vệ nhân quyền trước đây bị cầm tù vì quan điểm chính trị của họ. Hội em dân chủ hỗ trợ sự phát triển của xã hội công bằng ở Việt Nam cũng như bảo vệ các tiêu chuẩn nhân quyền có trong hiến pháp Việt Nam và các công ước nhân quyền quốc tế. Trước một cuộc đàn áp năm 2017, Hội này đã đào tạo thường xuyên về các chủ đề nhân quyền cho công dân Việt Nam. Vào tháng 4 năm 2018, 7 thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ đã bị kết tội thực hiện các hoạt động nhận lập nhằm lật đổ chính quyền và bị kết những bản án nặng nề. Vào ngày 24 tháng 6 năm 2020, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã bao vây sông và xông vào bắt giữ Trịnh Bà Phương và sau đó bắt luôn mẹ của Phương là Cấn Thị Thêu. Bà Thêu là một cựu tù đã bị bỏ tù hai lần vì đấu tranh cho quyền đất đai. Và Phương cũng là một nhà hoạt động nổi tiếng rất tích cực trong các vấn đề về quyền đất đai trong cộng đồng xã hội Việt Nam. Công an cũng đã khám xét nhà của một thành viên thứ ba trong gia đình đó là Trịnh Bá Tư, anh trai, em trai của Phương và bắt giữ anh ta. Cả ba cá nhân đều thẳng thắn chỉ trích sự cố đất đai ở Đồng Tâm và cảnh báo các nhà ngoại giao nước ngoài về vấn đề này, họ bị buộc tội theo điều 117 Bộ luật tố tụng hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Một dân oan đất đai khác là Nguyễn Thị Tâm cũng bị bắt tại Dương Nội cùng ngày cùng với một tội danh nêu trên. Như đã đưa tin vào ngày vào tháng 1 năm 2020, công an đã tấn công vào đồng tâm nơi người dân phản đối việc một công ty viễn thông thuộc sở hữu của quân đội thuê đất trong nhiều năm. Trong khi hành động bà sĩ quan, công an và người lãnh đạo 85 tuổi cụ Lê Đình Kinh đã thiệt mạng trong khi hàng chục người bị bắt bớ vì tội phá rối an ninh. Sau đó, trên toàn quốc đã diễn ra đàn áp nhằm dập tắt những tranh luận công khai về vụ tranh chấp đất đai gây ra chết người này. Theo Defender Defenders, vào ngày 8 tháng 5 năm 2020, Tòa Nhân dân huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã kết án các nhà hoạt động chống tham nhũng Đặng Thị Huệ, Bùi Mạnh Tiến về tội gây dối trật tự công cộng theo Điều 318 của Bộ Luật Hình sự. Họ từng bị kết án 15 tháng tù Hai người này bị bắt vào giữa tháng 10 năm 2019 khi chặn trạm thu phí BOT Bắc Thăng Long nội bài xây dựng vận hành chuyển giao để phản đối việc thu phí bất hợp pháp. Các nhà hoạt động chống BOT đã bị các nhân viên mặc thường phục và côn đồ đàn áp. Trước đó vào năm 2019, Hà Văn Nam và 6 người khác đã bị kết án và kết án từ 18 tháng đến 36 tháng tù giam vì tội gây dối trật tự công cộng. Như đã nói ở trên, các vụ phản đối tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm vào tháng riêng năm 2020 đã khiến cho ba sĩ quan công an và một thủ lĩnh thiệt mạng. Vào tháng 6 năm 2020, nhà công quyền Cộng sản Việt Nam đã truy tố 25 người về tội giết người trong vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm. Theo truyền thông nhà nước, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Hà Nội đã đưa ra các bản cáo trạng sau một cuộc điều tra kéo dài 20 ngày. Cáo buộc con trai Lê Đình Công, Lê Đình Chức và cháu là Lê Đình Doanh và Lê Đình Uy tội giết người. Cùng với 22 người khác bị buộc tội giết người. Nếu bị kết án, họ có thể phải đối mặt tối thiểu 12 năm tù hoặc bị kết án tử hình. Bốn người khác trong làng bị buộc tội cản trở người thi hành công vụ, một tội danh mang án tù từ 2 đến 7 năm. Các nhà hoạt động đã tranh cãi về phiên bản chính thức của vụ việc nói rằng cảnh sát đã tấn công người dân bằng cách sử dụng hơi cay, đạn cao su và đạn dược. Trong một cuộc đột kích, đường làng đã bị chặn và điện thoại và internet đã bị cắt. Họ đã kêu gọi một cuộc điều tra của chính phủ để điều tra các sự kiện cơ bản về các sự kiện ở đồng tâm căn cứ pháp lý cho một cuộc đột kích số cảnh sát vũ khí được sử dụng bởi cả hai bên lý do cắt điện thoại và kết nối internet và số người bị thương vong những người bị giam giữ không được phép gặp mặt người thân trong suốt thời gian bị giam giữ xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn hãy bấm vào nút chia sẻ để thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh và đừng quên bấm vào hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.